Nhưng mà lan không, tại giờ nói giờ đi cho Lan nói điệp điệp tiếp nha. Được đóng vai đẹp được không? Chắc không được lắm. Vậy đóng vai đóng vai điệp chứ gì nữa. Vậy đóng vai Lan. Lan đâu có ở đây. Anh đóng vai Lan có. Đó, anh Quang đóng vai Lan mà. Anh lên bài này là điệp rồi. Anh biết nhưng mà anh lúc mà tự nhiên cái bức hình lình đó hiểu không? Sổ ra không có sổ ra hết là. Bây giờ anh mồi đi, anh mồi cái khúc điệp nói cái gì á. Không Lan nói. Lan nói mà, đúng không? Lan nói mà. Lan nói mà. Thôi nửa đời hưng phấn. Trời nửa đời mới luôn. Nửa đời hưng phấn. Cũng hay lắm. Thứ hai. Phật trong lòng mình nữa. Không, bữa nào đi chuẩn bị đi. Đúng rồi, phải chuẩn bị phải dạo đàng hoàng. Rồi, ai ra gì đó, đúng rồi, chuẩn bị trước. Ai ra gì, ba gì, ba gì. Giờ anh... Đóng vai đẹp phải không? Đẹp không? Lê Quang đóng vai Lan nha. Cái này lang thang luôn. Không có gì nha. Kiểu đi anh Quang mà nó lang, cái là lang thang luôn. Thưa thầy. Thầy là đẹp đó, thầy mặc áo không thầy mà. Không, vô rồi, vô thăm rồi. Vô thăm luôn à. Vô thăm tới chỗ rồi ngồi, chạy chỗ rồi. Chứ giờ không chạy nhanh, nhấn chuông hả? Thì thằng chú Tiểu nói là, chú Điệp ơi, thầy ghé thăm chú kìa. Đó, phá tuôn luôn á. Đó, phá tuôn á. Chắc nước mắt rất đầy đủ luôn. Đúng rồi, thì chú Tiểu đưa á, chú Điệp, thầy ghé thăm chú kìa. Chú có nhớ thầy? Thầy là đẹp á, thầy mặc cái đồ giống ông thầy à. Rồi nó nói chứ có nói gì lại gì cho sao đóng được nổi nhé. Thầy nghe nó phê quá. Đúng rồi, thầy nghe nó phê quá, nghe nó Lan anh ngồi im là đẹp, cứ vô cứ thọt thọt hỏi được sao. Ngồi nghe kể chuyện luôn. Anh thử làm vai của anh Lâm luôn, thử Lâm nhớ. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Thứ là con tên là Nguyễn Thị Lan chứ không phải là Điệp. Vì thật nắng là vì một mảnh nhỏ của cuộc tình mà con mới vô đây. Thầy ơi, bé ơi, cái con đã cắt tóc đi tu mà trong lòng còn dâm đông. Tôi sẽ ngồi im giọng động. Trời ơi, đang kênh. Tự vô cái cộng kênh mà. Tôi ngồi im liền. Đang ngồi đang phê phê. Đúng rồi, đang phê phê. Cái gì ngồi im liền đi cho nổi. Không ai đâu hồn luôn. Lan nói là khi đã cắt tóc đi cu. Cắt tóc đi cu. Mà trong lòng còn vọng động, có nghĩa là còn chấn động một cái tình yêu nữa. Thì ông Điệp ông mới nói được, ông ngồi đó không vậy? Không, đúng rồi, chưa nhớ lời nữa. Đừng nghĩ đang phê. Không, nhớ lời là dịch sách giọng đông. Vậy đó. Dèo dèo luôn chú. Chế ra cũng được. Anh mà thừa sức chế mà. Chế. Okay. Vô đây mai trai nữa là bắt đầu mới vô lăng nhăng luôn. Đổi tiếng luôn á, đổi tiếng. Ủa vậy lúc đó Điệp nói gì? Ngồi im thôi. Ngồi im rồi, đúng rồi, ngồi im luôn rồi. Khỏi cha nội xong ngồi im vậy. Lòng hết rồi. Ông thầy nói là thầy biết thầy thương con mà. Thầy là đẹp, không, vô thầy là đẹp. Rồi. Vô mặt áo ông thầy, vô thầm ông đẹp. Vô Lan. Sắp chết rồi. Thầy Lan không muốn gặp đẹp. Đó, đẹp mới giả làm thầy. Mà hay lắm cái câu đúng mà rồi. Nghe hoài vẫn thấy hay. Nghe là, khi đã con đã cạo tóc đi tu mà trong lòng còn vọng động. Cái câu dễ sợ lắm nha. Anh biết là nghĩa là khi bỏ hết rồi á. Nhưng vọng lòng. Trong lòng mình vẫn còn vọng động cái câu chuyện cũ. Dương dấn. Sao xuyên? Không, cái vọng động nó ghê lắm. Nó không phải dương dấn nữa, mà muốn làm nữa. Cái vọng động. Nhưng mà sao nghe lạ vậy?
tức là nhạc sĩ là... biết hiểu được mấy cái chữ ngoài mấy cái chữ kinh điển đó, câu nhạc chẳng hạn như không phải là người ta muốn quên mà ta muốn làm nữa nhưng mà không được, chữ giọng đọc nó dễ sợ lắm. Có gì đây? Xoàn dạ nào lo luôn quá. Dạ. Xoàn dạ dạ nào quay đó. Xoàn không dạ lo mà điệp tối miên lan này kia. Nhưng mà đây nó ra cái chữ hay quá. Mà hay y nói là cái chữ nó rất là người ta động miên lan hay không gì đó. Nhưng mà họ phải biết không là khi đã cắt tóc đi tu vì một mảnh tình, vì một mảnh tình rất nhỏ nha, mà trong lòng còn giọng động không có bỏ được bằng sáng. Mình đang nói chuyện kinh nữa. Anh phải chuyển qua kiếm hiệp rồi. Nếu mà sau này mà hát đã lòng động gì mà trong lòng lớn giọng vô hỏng là chết mẹ. Chết luôn. Đòi ăn không là chết. Hay lắm nha, nghe mấy lời em già xưa viết dễ sợ. Ông Điệp ngồi im rung vậy hả? Người sai mà ổng sai mà Điệp là sai còn gì đâu cãi cãi gì nữa, Điệp là sai hết mà cũng lại cũng sai quá, không cho tiền mà sai gì cho tiền gom tiền đồng hai đồng không có ba đồng hai đồng tư không ba đồng hai cái về mất hai mất luôn con nhớ ba đồng hai luôn nhớ ba đồng hai một đồng hai một đồng sáu ba đồng sáu một đáo ờ cuối cùng là ba đồng hai nhớ ăn ăn nhớ ăn ăn gì vừa thôi nha, đừng không phải đừng có dầu là gì đừng ăn gì đau bụng, đừng ăn bánh hột dừa bánh lẩu là chết mẹ đâu á. Chứ đừng về, chứ về uống Heineken là chết luôn. Gì? Mỗi lâu lâu nó cười lên nhắc nhắc ngay thấy mình nó cười, cười. Cười lên cho người ta thấy cho nó. Nói này trong cái câu chuyện của coi như là tắt lửa lòng á. Tắt lửa lòng là câu chuyện của Lan Điệp. Hồi xưa có chuyện, câu chuyện là tắt lửa lòng. Thì trong câu chuyện đó là Lan Điệp thì cuối cùng là bây giờ không ai xác nhận là thằng Điệp sai hay con Lan đúng. Là mất 3 đồng 2 thôi. Mất xèn luôn. Không ai xác định là thằng Điệp đúng hay con Lan đúng. Nhưng mà khi mà phân tích, giới văn học phân tích là thằng Điệp là sai nhiều hơn. Tại vì nó được đi ra cái thế giới khác. Còn con Lan ở ngày tối nhà ở quê thôi. Cái sự hiểu biết con Lan nó hạn hẹp hơn Điệp. Thì mới có cái chuyện là con Lan nó thấy thằng này đi vô nhà ông Phủ Trần. Thằng Điệp bị dụ. Ai kêu không nhậu từ sớm đi. Lớn bắt đầu nhậu bị dụ liền. Say rồi mới bị dụ. Mất bạc nha. Khi mà sau đó đưa thằng Điệp lên thì lần hai á, lần một rớt mẹ rồi. Lần hai thì nó nói là ủa trên đó vui lắm hả, con Lan hỏi ủa trên vui lắm hả, không có vui, đâu có chỗ nào vui bằng chốn này. Điệp nói không có nơi nào vui bằng chốn này, không có nơi nào mà tình cảm Điệp với Lan như vậy. Điệp sao thôi chứ không nhưng mà nói thì nói cho trần trụi chứ nó mới lừa đó, nó xạo quá xạo lơ. Rồi là như là sáu sang xong là xong rồi, sáu sổ lòng là cũng xong rồi. Không, nó có nó đưa đâu? Ở đâu đưa ha? Nó đâu đưa đâu? Nhỏ thằng kia, thằng kia tự đi à? Đi thoải mái luôn. Vui mà, trà yêu tú họ mình nói văn học để hiểu mình tí, để hiểu tí thôi. Chứ giờ mình nói gì giờ? Biên hết rồi, có ai lấy đâu mà. Đâu vô luôn đi, lên đủ ba chai cổ chứ. Cậu chơi cứ thắng hoài. Thắng vừa chai luôn, mình thắng cứu rồi. Ở Việt Nam có món ăn là thắng cố nha, thắng không có cố được nha. Thắng nó vừa phải phải thôi. Vui, nói chuyện đã lắm. Đúng rồi, nghe mấy. Không được. Đúng rồi, nghe rồi, buổi tối á, Biên ơi. Về. Được luôn. Về học nhanh lắm. Về học. Học tuồng á, rồi bữa nào rồi, qua cho nhau lại tướng cướp bên đá đường luôn. Đúng rồi. Lúc đó đóng mình ra đây đứng đóng nè. Múa vòng vòng như
tình cờ lắm á. Tôi tình ca đó về nghe bài tình ca bị cắt bị dễ thương, mặt anh giống gầu dính lắm á. Em tưởng là con cầu cũng chuẩn còn ông còn chính có nghĩa là hồi xưa á, có nghĩa là ông còn cái là cảnh sát trưởng á, ông cò là cảnh sát trưởng, nghe tưởng là con cầu cũng khẩn. Tại lúc mà anh nghe cái gì mà ở con nhỏ ô cơ mà bị thằng kia nó hãm hiếp xong rồi đó, nó bị tù hãm hiếp con nhỏ nhỏ hả? Không, nó bị người ta dụ rồi, biết không? Đó, xong rồi nó mới gặp lại thằng Minh Phụng. Thằng Minh Phụng mới hỏi là không phải trong tù không có gặp thằng Minh Phụng, nó mà có tên gì khác. Ông Dương Phong. À, vậy đó. Tại nhiên gặp Minh Phụng, cái này Minh Phụng là đẻ ra con còn Minh Phụng. Tại hỏi gì nghe ngay khúc đó là gì quên mộ. Cũng biết chữ luôn. Nghe tình ca đi. Năm sau nha, tới năm sau. Nghe nói gì em qua đây, tới năm sau qua đây em với anh hát một bài từ tình ca cho mọi người. Lùi một năm nghe, tới sang năm. Ờ, một năm mà. Dạ, lâu dữ. Từ tình ca luôn á. Từ tình ca. Tình ca là làm sao? Tình ca là mới đầu mình vô sao chứ. Tình ca là ông còn chín á. Tuổi là ông cò, 1-2 cũng ông cò. Tuổi là giữ trật tự an ninh của quận này, nhưng mà trong lòng tuổi không an ninh trật tự. Không, hay lắm nha. Một hai con ngon cò. Rồi. Vô đi anh. Vô nữa đi anh. Đó, vô rồi đó. Chắc 6 chai rồi đó, bắt đầu á. À, thôi anh mới nghe từ tình ca nha. Rồi, tình ca đây. Tình ca nha, ốc đầu ôn nha. Đóng đi, đóng đi. Đóng rồi, vô. Trời, anh vô nữa hả? Không có, hai người anh tiếp. Anh về anh nghe từ tình ca nha. Diễn xuất. Từ tình ca, nó hùng cường mặt tiết luôn. Lê Thị Trường An và Lê Long Hồ. Là hẹn nhau bao không thể lương. Phải phân tâm người nào đó. Vậy gì? Vậy gì để người ta còn học chứ. Đây dắt đóng Hùng Cường đi. Lê Long Hồ. Ông là bên cầu Vạch Lụa. Bên cầu Vạch Lụa. Bên lầu Vạch Lụa thì anh đóng vai là Nhượng Điền đi. Đó. Đúng không? Nhượng Điền ấy muốn vai ác lắm xong thì bắt tôi đến đóng. Đâu Nhượng Điền đâu có vai đó. Chúng thứ ba. Ba chơi dữ quá chết luôn. Ủa, anh không biết bên cầu Vạch Lụa hả? Chưa. Đó, cái gì chưa nhớ nghe nha, dữ dữ quá. À, này vẫn đóng vai Trần Minh đi. Lên YouTube là chuối nghe. Nó trốn rồi luôn. Trần Minh khó chuối. Đóng vai Thanh Sang đi, anh mê Thanh Sang đúng không? Này Nhượng Điền đóng vai của ông Thanh Điền. Đúng rồi. Lê Quang đóng vai Thanh Hàng bên cầu Vạch Lụa. Đúng không? Coi như là này là đánh vai Nhượng Điền. Nhượng Điền là sao? Nhượng Điền là bạn của Trần Minh. Ờ. Nè, bạn của Trần Minh nè. Đây Trần Minh là Trần Minh cố chuối. Ok. À, đó là bên cầu Vạch Lụa. Lý rượu ngày xưa để chia tay người. Đó, anh là đóng vai Nhượng Điền. Này đóng vai Thanh Sang. Về quê mà cậu chạy quen rồi mà vẫn không có dám uống rượu quê nghèo với anh. À, hay lắm. Áo dục cơ hàng. Anh áo dục cơ hàng đấy. Không, ta phân vai rồi, một năm nè, để ráng học đi. Rồi là đóng vai Trần Minh Cô Chuối, là Thanh Sang. Đúng rồi. Bên này không có cô chuối. Gì? Bên này không có đóng cái dài tôi mà em ăn bằng chuối luôn. Bằng chuối luôn em đuổi đi luôn. Ra cái gì? Mua đây là chuối rồi coi là mua chuối rồi xác luôn. Anh là Nhượng Điền, em là Thanh Nga bên cầu. Thanh Nga múa múa đúng rồi. Gì? Gì? Thôi này giờ đòi đóng vai lát. Bây giờ mua đóng vai. Thôi coi như chơi Thanh Nga luôn. Không. Không, mình phải đóng vai khó. Chứ giờ mấy ông mình bắt đóng vai được sao được, mình là dân sân khấu rồi. Chuẩn bị hồi lên tiếng trống mới lên luôn. Hai bà chân luôn. Vậy cái gì chắc mình chân nhảy luôn. Vậy hả? Vậy tiếng trống mới lên luôn. Không, mà anh phải chân chắc chứ. Anh mới này chắc chứ. Tôi là chân nhị là không có giỏi mà chân chắc.
tôi đâu có đâu. Bây giờ tôi chứng chứng. Bây giờ ông này đóng có gì nữa? Chứng gì? Tiên sát. Đứng trên một vàng quả ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ. Đứng lên luôn coi. Đứng lên luôn. Đứng lên ghế luôn. Làm mồi cho lửa đỏ. Em đóng chung chắc không? Thị tướng quân. Thị tướng quân. Đó. Mà chắc rồi. Bà tin chắc con bóng kia bên. Thị tướng có chắc cách ba tường thành chàng cũng không bao giờ hiểu không hiểu nổi tụi má tôi trả lời đúng vậy ba tường thành trả lời luôn đóng hơi bị lố rồi đó rồi. Đóng không không có tâm tư này chàng tiếp dựng bàn thờ trước cửa Liên Lâu thành hương gói nhạc xin phu quân chứng giám nói đi ủa thuộc đâu làm ta đi lốt quá năm sau học mà giờ chứ chỉ học gì giờ không ăn nha năm sau em qua nha anh chưa đóng giờ thì sắc rồi okay. Đừng đóng cái gì khác hết gõ tiếng trống mê linh nè gõ bên cầu dệt lụa nè đó cái gì của thanh sang đóng hết đi thái hậu dương nghe nè thôi đóng ba minh phùng à còn thanh sang hay hơn thanh sang đầm hơn áo dù tới hang là ai đóng trong đó minh phùng đúng rồi minh phùng minh phùng áo dù tới hang hèn gì thuộc nữa áo dù tới hang vú ảo cao hào ví dụ nào nhỏ quá anh vua nước sở một hôm lòng thanh thản rồi bắt đầu vô đúng tổ luôn á trúng đài luôn á vô anh cưỡi long bào giả dạng một thuyền tiền nhân này giữa xa cơ những người họ tiễn thôi lên võ đơ xong á trời ta lấy gì hả nè có hứng hay là uống lỡ rồi tại bữa kia Valentine không chơi chơi sát dán luôn giờ chơi cho Long Anh thể hiện bữa đi tới đường mà thằng Điệp nó tưởng là giật cô hồn nó giật lấy tắm được không vậy mà con lan thấy gì nào lên bây giờ lấy tắm nha thằng lao đi cứ lan giật nghe cái lan luôn lan đi bơi mai em lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ xin anh đừng quên bên đò xưa con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong xin anh đừng quên người yêu bé nhỏ dài khờ chốn đô thành đầy xa qua cam lộ xin việc đừng để cho lòng mình xa ngã bê đây chút tiền món từ lâu dạ, 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 dạ. Ba mấy lần mày đặt không đủ bốn đầu luôn bốn đầu không đủ kéo được cái casino đưa tiền đi casino xin chớ phụ phàng mà tình xưa nghĩa cũ hay quá không được, không trước rồi. Đậu vũ tôi hèn đúng rồi. Đậu ba đồng hai kỳ. Không bằng lại cái chơi hoài vậy trời.
Thôi giờ đó ông Thiên Vũ đi gặp 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 gì gặp ông cơ gặp ông cơ Nam Mô A Di Đà Phật Phật trong lòng người mà người chẳng lòng ta gì đó cho ba anh mà rồi hát Nam Mô A Di Đà vì cảm động cho tình em đầy chân thành và tiên tặng nào ước sao cho tình ta bất diệt bền vững với thời gian gian biết chẳng phai mang tàn. Hay quá. Tuổi xuân qua không trở lại bao giờ. Thế kỷ 21 là anh quay tổng cảm nhau vào giấc mơ tiên. Thế là mong ước thề phi nguyện từ đây trên trời gió quyền theo mây. Ở đây ta nguyện đắp xây cổng tâm đắp lương mà đần nhẹ đắp đắp mộ cũng được miền xuôi của nghe ai về miền ngược có nghe câu này của ai à ví dụ cô dám không lên nữa được không còn hát đi đúng mà không tiếng này đi hả à ơi cầu giáng Đông Đình anh Long về sớm Đông Đình cả ngày hát nữa đi biết thì anh Long là ngồi là gì đó ở vậy không anh giờ chưa chưa tụt lại chưa tụt lại ổ chơi nửa tân nhạc là nửa cổ điển nữa à vô chạy lưng một đời với lại nhạc rồi trộ như tâm hồn bao bolero rồi tự nhiên nổi qua cãi luôn rồi chơi hát bội luôn đâu bối bối nó còn đờn piano nữa trên trời gió quyện theo mây không phải giống ở đây ta nguyện nắp say trời mẹ chứ em mà vô được làm vô nãy giờ em nuốt thẳng kì không tại nuốt không có nuốt thì không có trôi vậy kỳ không có lời không nhớ lời bởi không nhớ lời không lời không sáng tác được không sáng tác được cái bài gì mà bà lúc mà bà giải phóng vô rồi là tiếng là lương này hết là lúc mà anh đi khi gà chưa gọi sáng á trăng mùng mười á gà đã đúng rồi sáng đông cái gì đó không trăng mùng mười giờ nước làm sáng tiếp hả tiếp mình à lúc anh về thì gà chẳng còn chi trời hay đúng rồi tại gà đó nó nở mổ hết rồi á à, không vui không tại không tụ lại rồi không tụ lại đó rồi ok không tụ đúng rồi ngon chưa minh bụng minh dương là không khửa đó ở đó là tại vì có nghe bắt đầu mang trung dùng kiên cường có hàng dân đánh giặc mượn chuồng đeo cho ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ cái bỏ thế nhỏ mày đẹp mày đẹp một anh tới lặng đi ngủ à ai? Rồi thôi trước khi ngủ bye bye đi à, bye bye đi rồi ăn vô đó mày hẹn năm sau à, làm 2-3 giữa tuần mình chơi đúng không? Đúng rồi 2-3 giữa tuần nha mình chơi bài á Lan Nhà Đẹp là một á rồi bài á Trinh Tinh Ca bài tướng cướp bạch bạch hải đường không hay là sao Trinh Tinh Ca là tướng cướp bạch hải đường và cái nhiều bài dữ mà tiếng trống mày lên anh có đánh trống được không cụ đô quý có đánh được không
không đại đó thì phải nhìn mới biết đánh được chứ. Thì anh chỉ sao tôi đánh vậy thôi. Ok. Anh kêu 1 là 1, 2 là 2 thôi. Bye bye. Thank you. Tạm biệt.